chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng ta nói tới một cái đề tài rất nóng bỏng. Trước hết thì nói về một cái chương trình mà chúng tôi đã làm từ năm 2012 thưa quý vị. Quý vị có thể nhìn trên màn hình, đó là bản tin pháp luật usa.blogspot.com. Thì trong chương trình bản tin pháp luật này, chúng tôi đưa tin tất cả những vấn đề liên quan tới pháp luật, liên quan tới tòa án, liên quan tới những vấn đề pháp lý thưa quý vị, và đã đưa tin từ rất nhiều năm nay. Thì có khán thính giả hỏi rằng anh Trịnh Quốc Thiên có được chính phủ liên bang Hoa Kỳ cấp giấy phép hay không. Thì xin thưa là có, và số giấy phép là 20-237-274-73-984-47-351. Xin thưa là được chính phủ liên bang Hoa Kỳ hoàn toàn cấp phép thưa quý vị. Nay bỗng nhiên có một anh hề dở hơi ở Houston nói rằng sẽ đi bắt anh Trịnh Quốc Thiên thưa quý vị. Xin thưa rằng câu chuyện nghe rất là hài hước. Rồi anh tự tuyên bố rằng vì anh Trịnh Quốc Thiên ở khác thành phố với anh cho nên anh không bắt được. Xin thưa lại là một câu chuyện ngớ ngẩn thứ hai nữa thưa quý vị. Vì anh ta không phải là luật sư liên bang Hoa Kỳ thưa quý vị. Luật sư liên bang Hoa Kỳ hoàn toàn có quyền truy tố bất cứ người nào ở khác tiểu bang. Xin thưa là như vậy. Câu hỏi tiếp theo là xin hỏi anh Trịnh Quốc Thiên có bao giờ thú nhận trước tòa án như thế này thế nọ hay không thưa quý vị. Thì chúng tôi xin thưa đây là cái trò bịp bợm ngớ ngẩn của những tên như Hà Văn Sơn, Bùi Dương Liêm thưa quý vị. Tôi chưa bao giờ bị truy tố ở bất cứ tòa án nào ở Hoa Kỳ thưa quý vị về bất cứ tội danh nào, và cũng chưa bao giờ thú nhận như những lời của bọn chúng bịa đặt thưa quý vị. Cá nhân tôi cũng chưa bao giờ bị phạt tiền, chưa bao giờ bị ở tù vì cái tội mạo danh giả danh gì như cái bọn Việt Tân, cái bọn Bùi Dương Liêm, Kim Âu, Hà Văn Sơn, Dương Béo, Nguyễn Tấn Dương, Hoàng Duy Hùng, Hề Dở Hơi ăn nói láo khoét thưa quý vị. Tôi cũng chưa bao giờ bị ai kiện ngược thưa quý vị, như là Hoàng Duy Hùng tự dựng đứng lên câu chuyện bị kiện ngược. Tôi cũng chưa bao giờ ăn cắp sách đạo văn của bất cứ ai thưa quý vị. Những câu chuyện bịa đặt hoàn toàn dựng đứng. Và ở vùng thủ đô Washington DC này cũng chẳng có ông Thiên nào làm thợ điện, và cũng chẳng có ông thợ điện nào tên Thiên thưa quý vị. Những câu chuyện bịa đặt của cái nhóm chống cộng Hà Văn Sơn, Bùi Dương Liêm, Bé Bảy, Ngô Đình Châu, Hoàng Duy Hùng hay Ao Hoàng, một YouTuber thường hay giả dạng làm luật sư hình sự 23 năm thưa quý vị. Những câu chuyện của cái đám chống cộng cực đoan này hết sức là bịa đặt, láo khoét và nhảm nhí vô cùng, nhằm hại người. Một lần nữa tôi xin thách thức YouTuber kim luật sư hình sự 23 năm đâm đơn kiện lên tòa án liên bang Hoa Kỳ hay tòa án tối cao pháp viện của Hoa Kỳ để mà xét xử thưa quý vị. Đương nhiên là những câu chuyện giả tạo, đồ giả, vu khống, cho nên chẳng bao giờ bọn chúng dám kiện tụng đâu thưa quý vị. Tôi biết chắc như thế, trừ khi chúng muốn ở tù, mất bằng cấp vì đi vu cáo cho người khác. Thì sẵn dịp hôm nay tôi cũng xin vạch mặt cái tên YouTuber Ao Hoàng, thường tự xưng là luật sư hình sự 23 năm thưa quý vị. Thì câu chuyện nó như thế này, và chúng tôi sẽ đăng lên cho quý vị thấy là cái tên
luật sư hình sự 23 năm đã bỏ chạy trốn rồi quý vị. Thì đây là một cái câu chuyện dài và chúng tôi cũng đã đăng trên bản tin pháp luật USA nhiều kỳ, nhiều năm trước đây thưa quý vị. Xin thưa đó là vụ ám sát các nhà báo gốc Việt ở hải ngoại thưa quý vị. Thì trong đó có nhà báo Đạm Phong sinh sống tại thành phố Houston, Texas, cùng thành phố với ngài luật sư hình sự tự xưng thưa quý vị. Thì trên màn hình chắc có lẽ quý vị cũng khá sửng sốt. Đây là hồ sơ tòa án của một vụ kiện mới nhất ở thành phố Houston và gây chấn động thưa quý vị. Xin thưa là liên quan đến vụ anh Nguyễn Thành Tú. Hiện nay quý vị có thể nhìn thấy hồ sơ của tòa án mà chúng tôi trình chiếu đây là ông Trịnh Hội kiện ông Nguyễn Thành Tú ra tòa tại tòa án Houston, Texas. Thì chúng tôi xin trình bày một cách vắn tắt là bố của anh Nguyễn Thành Tú là nhà báo Đạm Phong đã bị ám sát nhiều năm trước đây. Và những năm gần đây thì anh Nguyễn Thành Tú đã liên hệ với các cơ quan báo chí của Mỹ để mà đưa lại tin về vụ ám sát này. Và chúng tôi cũng đã đưa một số kỳ về vụ ám sát này thưa quý vị. Thì có thể nói rằng đây là vụ kiện mới nhất của tổ chức Voice và của Trịnh Hội thưa quý vị. Thì câu chuyện nó khá dài là anh Nguyễn Thanh Tú sinh sống cùng thành phố Houston với một tên thường tự xưng là luật sư hình sự 23 năm. Nhưng mà tên luật sư hình sự 23 năm này đã giả lơ trong trường hợp này, tìm mọi cách chạy trốn, ẩn danh, giấu mặt, không dám ra tay để giúp đỡ đồng hương Nguyễn Thanh Tú khốn khổ trong nhiều năm thưa quý vị. Miệng thì cứ nói là đấu tranh cho nhân quyền, nhưng mà trong trường hợp này thì lại tìm cách giả lơ, có thể nói là bỏ chạy. Thì câu chuyện nếu quý vị để ý thì tên luật sư tự xưng hình sự 23 năm không bao giờ dám nhắc tới câu chuyện của anh Nguyễn Thành Tú. Thậm chí là khi về Việt Nam chạm mặt với anh Nguyễn Thành Tú, khi nghe tin anh Nguyễn Thanh Tú tới Hà Nội, thì tên luật sư hình sự 23 này tìm cách tránh mặt thưa quý vị, có thể nói là như thế. Và đã bị lộ tẩy là chính y, không phải là luật sư hình sự 23 năm như y thường rêu rao quảng cáo cho bản thân thưa quý vị. Vì nếu là luật sư hình sự 23 năm, chắc chắn người đó sẽ ra tay giúp đỡ anh Nguyễn Thanh Tú trên phương diện pháp luật và pháp lý thưa quý vị. Vì đây là nghề của chàng và đây là cái sở trường của chàng, để mà vừa mang tiếng là đấu tranh trực diện với tội ác, đấu tranh trực diện với những cái tổ chức chống cộng mà y thường hay rêu rao, nhưng thực chất thì y chẳng chống ai cả thưa quý vị. Y cũng chẳng chống Việt Tân, y cũng chẳng chống Liên minh Dân chủ Việt Nam, một tổ chức chống phá đất nước, nhưng mà thường hay lên YouTube rêu rao ra vẻ chống đối. Nhưng trên thực tế ở thành phố Houston, ai cũng biết là Hoàng Duy Hùng rất thân tình với Đặng Quốc Việt, là người của đảng Việt Tân thưa quý vị. Và đây là một cái cơ hội để mà Hoàng Duy Hùng chứng tỏ mình là chống Việt Tân thưa quý vị.
Xin thưa, trở lại câu chuyện của anh Nguyễn Thanh Tú những năm vừa qua. Vì ông Nguyễn Thanh Tú không có luật sư bảo vệ, cho nên Việt Tân qua ông Hoàng Duy Hùng, Đài Á Châu Tự Do của ông Nguyễn Văn Khanh, bà Lúc Bị Lưu, và đây là Voice của Trịnh Hội, đã phản công và phản kiện anh Nguyễn Thanh Tú, thưa quý vị, và đòi bồi thường những số tiền rất lớn, thưa quý vị. Tôi xin nói lại một lần nữa cho quý vị nghe để hiểu là Việt Tân với ông Hoàng Tứ Duy đã phản kiện, coi như kiện ngược lại anh Nguyễn Thanh Tú. Đài Á Châu Tự Do cũng mướn luật sư và kiện lại anh Nguyễn Thanh Tú. Và cho tới tháng 11, 2020 vừa qua, thì tổ chức Voice của anh Trịnh Hội đã kiện anh Nguyễn Thanh Tú ra tòa tại tòa án Houston, Texas, thưa quý vị. Một cái vụ án chấn động và lớn như thế ngay tại thành phố Houston, mà một cái tên tự xưng là luật sư hình sự không hề biết đến, thưa quý vị. Như vậy người ta có thể nghi ngờ tên này thông đồng với phía bên Việt Tân để ém nhẹ vụ việc. Thứ hai là tên này thật sự không phải là luật sư hình sự 23 năm như y tự xưng, thưa quý vị. Vì nếu y là luật sư thì chắc chắn y phải biết ba vụ kiện này, thưa quý vị, mà chúng tôi đang có hồ sơ trong tay. Thì nói về vụ kiện mới nhất thì Trịnh Hội, tức là Voice, đã kiện anh Nguyễn Thanh Tú. Câu chuyện kiện tụng ở tòa án Houston nó bắt đầu vào tháng 11, 2020 vừa qua. Thì phía bên Trịnh Hội đã có luật sư đại diện là một người rất nổi tiếng, thưa quý vị. Đó là luật sư Brian Turner, là người đã từng thắng một vụ kiện kiện ông Đỗ Văn Phúc, tức là Michael Phúc Đỗ, trong vụ kiện của bà Triều Giang trước đây, tức là bà Nancy Triều Giang, là cái người đã viết báo và hiện nay là bà phó chủ tịch của cái hội bảo vệ nạn nhân Formosa, thưa quý vị, ở hải ngoại. Thì bà Nancy Triều Giang trước đây đã nhờ luật sư Brian Turner này và đã thắng kiện ông Michael Phúc Đỗ về cái tội danh là vu khống chụp mũ cho bà là cộng sản, thưa quý vị. Và cái vụ kiện đó cũng đã xảy ra nhiều năm. Thì năm 2020 này, tổ chức Voice với Trịnh Hội đã nhờ luật sư Brian Turner này kiện anh Nguyễn Thanh Tú ra tòa án Houston, Texas. Thì có thể nói là ba vụ kiện nổi tiếng này, thì cái ngày luật sư tự xưng hình sự 23 năm chẳng biết, chẳng nhắc tới, với một cái ý đồ là che giấu sự thật, thưa quý vị. Nói thẳng là như vậy. Và anh Nguyễn Thanh Tú tuy sống cùng thành phố Houston với tên YouTuber tự xưng luật sư hình sự này, cũng không thể nhờ vả được ông luật sư hình sự này thường tự xưng là nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền trước đây, thưa quý vị. Nói chung là lên Internet, lên trên YouTube, khoác lác, lòe bịp những khán thính giả ở xa, không rành sự việc, cứ tưởng ngài là đấm đá dữ dội với Việt Tân, nhưng đâu ngờ ngài bỏ chạy, thưa quý vị.
Xin thưa là cơ hội để cho ngài trở thành luật sư đại diện cho anh Nguyễn Thành Tú kiện Việt Tân, thưa quý vị. Như tôi vừa trình bày là Việt Tân, Đài Á Châu Tự Do và Voice đã kiện ngược lại anh Nguyễn Thành Tú và đòi bồi thường số tiền khổng lồ, thưa quý vị. Có thể nói là như vậy. Thì chúng tôi nói về vụ kiện của Voice thì chính hội nhờ luật sư Brian Turner thì đã gửi đơn kiện tới tòa án và gửi đơn kiện tới cá nhân anh Nguyễn Thành Tú nhiều lần, nhưng anh Nguyễn Thành Tú đã bỏ trốn và ẩn đi, thưa quý vị. Và sau nhiều lần như thế thì bên phía chính hội đã đưa ra tòa, yêu cầu tòa là phải xử vụ này, và chánh án Gomez đã ra phán quyết thứ nhất là sẽ đăng tải lên báo Houston Chronicle tầm nã anh Nguyễn Thành Tú ở đầu để mà nhận đơn kiện, thưa quý vị, nhận bản copy của đơn kiện. Và trong 28 ngày liên tiếp trong tháng 12 vừa qua, nếu quý vị nào ở thành phố Houston chắc chắn sẽ bàng hoàng, sửng sốt khi mở ra tờ Houston Chronicle thì thấy anh Nguyễn Thành Tú bị kiện bởi tổ chức Voice chính hội, thưa quý vị. Một cái vụ mà thanh thiên bạch nhật từ ngoài đường vô tới tòa án, thế mà một anh tự xưng luật sư hình sự 23 năm chẳng dám nhắc tới, thưa quý vị. Thì quý vị có thể nghi ngờ rằng đó là một cái thứ giả, một cái thứ bịp, một cái thứ tự xưng tự sướng trên internet, chứ thực chất chả biết gì cả, thưa quý vị. Thực chất là lừa dối khán thính giả khắp nơi. Chúng tôi sẽ trở lại vụ kiện Nguyễn Tấn Trí trong thời gian tới, thưa quý vị. Nhưng mà hôm nay thì nói về một cái vụ kiện đang nổ lớn ở thành phố Houston trong tháng 12 vừa qua là báo Chronicle. Houston Chronicle là một tờ báo lớn, có thể nói là lớn nhất ở thành phố Houston, đăng 4 kỳ liên tiếp, có thể nói rằng tầm nã anh Nguyễn Thành Tú ở đầu. Xin cho tòa án biết địa chỉ để mà liên lạc, thưa quý vị. Thì có thể nói rằng anh Nguyễn Thành Tú đang rất mệt mỏi về 3 vụ kiện mà đã xảy ra, thưa quý vị. Xin thưa là như vậy. Và trong cái vụ kiện chỉnh hội kiện anh Nguyễn Thành Tú đòi bồi thường với cái số tiền là 2 triệu đô la, thưa quý vị, chúng tôi xin tiết lộ con số như thế. Có thể là bản án chung quyết con số nó sẽ khác đi rất nhiều, nhưng mà chỉnh hội với tổ chức Voice đã cho biết rằng là những cái hành vi của anh Nguyễn Thành Tú trước đó đã làm thiệt hại cho tổ chức Voice, và do đó là chỉnh hội là nạn nhân và yêu cầu tòa án Hoa Kỳ thông qua luật sư Brian Turner kiện anh Nguyễn Thành Tú, thưa quý vị. Thì đó là câu chuyện mà đang nổ lớn ở thành phố Houston, mà giới luật đều biết, nhưng ngài YouTuber miền biệt thì lại lặng thinh, thưa quý vị. Quý vị có quyền gọi là luật sư biền biệt, thưa quý vị.
Thì đó là cái câu chuyện mà đang nổ rất lớn ở thành phố Houston. Và nhiều người nói rằng thách thức ông Ao Hoàng, tức là ông Hoàng dở hơi, dám ra đứng đơn kiện ngược Việt Tân, kiện ngược Á Châu Tự Do, kiện ngược tổ chức Voice Chỉnh Hội để bảo vệ cho anh Nguyễn Thành Tú. Vì đây là một cái vụ mà liên quan tới hình sự, thưa quý vị. Một vụ giết người hình sự, và bố của anh Nguyễn Thành Tú là ông Nguyễn Đạm Phong, và vụ này là một vụ hình sự, thưa quý vị, là như vậy. Nhưng mà tự xưng là luật sư hình sự lại bỏ chạy mất dạng rồi, quý vị. Có thể nói rằng bỏ chạy dòng tuốt mất từ bao nhiêu năm nay, không dám nhắc tới, không dám ra tay để ủng hộ đồng hương Nguyễn Thành Tú và kiện Việt Tân, kiện Voice, kiện Á Châu Tự Do, để chứng tỏ mình rằng ta đây là chống đối các tổ chức đó, thưa quý vị. Đó mới là sự thật. Còn những chiêu trò giả tạo lên YouTube, nói nhăng nói cuội, chỉ là lừa khán chính giả, không biết rành, không biết rõ, và không ở thành phố Houston, thưa quý vị. Thì với đầy đủ hồ sơ, với nhân chứng là anh Nguyễn Thành Tú, thì liệu ông Ao Hoàng, YouTuber Ao Hoàng, có dám ra tay hỗ trợ, tiếp trợ đồng hương Nguyễn Thành Tú hay không, thưa quý vị? Quý vị có thể biết rằng là chắc chắn là cũng sẽ giả lơ, cũng sẽ chạy làng như những năm qua, thưa quý vị. Đây là một cái chuyện rất là xấu hổ, thưa quý vị. Tự xưng là hình sự, nhưng mà một trường hợp hình sự ngay trong thành phố của mình mà chẳng bao giờ dám nhắc tới hết, thưa quý vị. Chẳng biết là hồ sơ nó như thế nào, vụ việc xảy ra ra sao, có dám đứng đơn đi kiện hay không, thì im re, tảng lờ, đóng kịch. Thì chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị, và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.